chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng viên và nhân dân kỳ vọng vào Ban chấp hành Bộ Chính trị khóa 13. Quảng Ninh quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh Covid lây lan. Tour du lịch Tết đi phía Bắc bị hủy hàng loạt do dịch Covid-19. Sơn La xử lý 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi công bố các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư khóa 12 Nguyễn Phú Trọng tái cử chức danh Tổng Bí thư khóa 13 đã thu hút được sự quan tâm cũng như tin tưởng kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân và đảng viên trên địa bàn tỉnh vào việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đưa đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới. Đại hội Đảng đã bầu ra Ban chấp hành 200 đồng chí thì chúng tôi thấy rất là tin tưởng và kỳ vọng của các đồng chí đó. Ở Ban chấp hành kỳ này thì có trường hợp đặc biệt là tái cử thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng, bởi vì các đồng chí cũng là những đồng chí đã có bản lĩnh và có rất nhiều kinh nghiệm trong các cái nhiệm kỳ trước, và đặc biệt là trong cái công cuộc đấu tranh chống tham nhũng là lấy lại lòng tin của nhân dân. Lực lượng thanh niên trẻ của chúng tôi thì rất là tin tưởng và kỳ vọng, mong các đồng chí trong Ban chấp hành khóa 13 lãnh đạo đất nước ta phát triển hơn nữa trong thời kỳ mới. Trước mắt thì cũng mong là các đồng chí trong Bộ Chính trị và Chính phủ thì làm tốt cái công tác chỉ đạo, lãnh đạo phòng việc phòng chống dịch, thì để đất nước ta luôn là cái điểm sáng trong bạn bè Nam Châu về cái việc phòng và chống dịch Covid-19. Nhân dân, cán bộ đảng viên xã Đồng Tiến rất là kỳ vọng đối với Ban chấp hành mà các đồng chí, kể cả những đồng chí được tái cử và đồng chí là được bầu nhiệm kỳ đầu, thì chúng tôi rất là kỳ vọng. Đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư tiếp tục lại được tái cử để tập trung lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng và công tác lãnh đạo xây dựng công tác Đảng, phát triển đảng viên ở nông thôn trong thời gian tới, thì quan tâm công tác kiểm tra, giám sát để xử lý các cái vi phạm. Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều trường học trên địa bàn thủ đô đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng về lịch sử Đảng cho thiếu nhi. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích ý nghĩa đối với các em mà còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho những mầm non tương lai của đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Đáp án của chương trình đó là ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930. Sôi nổi, vui tươi, sự hào hứng hiện rõ trên từng khuôn mặt của các em thiếu nhi trường tiểu học Nguyễn Tri Phương trong cuộc thi Dung Chuông Vàng tìm hiểu về những chặng đường vẻ vang của Đảng. Con rất thích tham gia hoạt động này và điều con ấn tượng nhất khi tìm hiểu về Đảng là tất cả các vị lãnh đạo của Đảng đều rất giỏi. Con cảm thấy rất vui, rất vinh dự khi đã chiến thắng vòng thi sơ khảo và trở thành một trong 10 bạn học sinh lớp 4D được tham gia vòng thi trung khảo. Đây là một trong những hoạt động thường niên của ngôi trường này vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Không chỉ là một sân chơi bổ ích đem lại trải nghiệm thú vị cho học sinh, hoạt động này còn giúp các em ôn luyện lại các kiến thức đã học trong chương trình lịch sử về Đảng, về Bác Hồ. Phát động với cuộc thi là tìm hiểu về những chặng đường lịch sử của Đảng, với trọng tâm là tìm hiểu về các bác tổng bí thư qua các thời kỳ. Và có thể thấy là chúng tôi đã xây dựng được ở các con là một cái niềm tự hào về dân tộc, về đất nước và đặc biệt là về Đảng và Bác kính yêu. Để phù hợp với từng độ tuổi, từng khối lớp, thay vì tổ chức thi chung, ngôi trường này lại xây dựng hoạt động theo từng nhóm với nhiều hình thức đa dạng. Vì còn nhỏ nên hoạt động tìm hiểu của khối lớp 1-2 chủ yếu thông qua các hình ảnh tư liệu về Tổng Bí thư qua các thời kỳ. Còn với các khối lớp khác, các con sẽ được tham gia các trò chơi, phần thi. Mặc dù đây là năm đầu tiên nhà trường tổ chức, nhưng học sinh rất hào hứng tham gia. Tiết học này thấy cho con hứng thú nhất là vì do con được biết các vị Tổng Bí thư thời xưa và về Đảng Cộng sản Việt Nam. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi và trau dồi kiến thức để xứng đáng làm cháu ngoan Bác Hồ ạ. Các con rất là hào hứng, nhiệt tình tham gia, và những cái nội dung này với học sinh thì chúng tôi nghĩ rằng là các con cũng đều đón nhận một cách rất là tự nhiên và cũng gây hứng thú cho các con không kém phần những cái tiết sinh hoạt ngoại khóa khác ạ. Một lĩnh vực tưởng chừng như khô khan, khó thu hút học sinh, nhất là lứa tuổi thiếu nhi,
nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại. Những hoạt động ngoại khóa như thế này cần được nhân rộng để tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ tương lai của đất nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình dịch bệnh để quyết định hoãn hoặc dừng tổ chức các sự kiện thể thao trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các cơ sở huấn luyện, cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao và các cơ sở hoạt động thể dục thể thao thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt nhấn mạnh nội dung tạm dừng hoạt động tổ chức lễ hội, hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, các hoạt động văn hóa tập trung đông người đối với các địa phương có dịch bệnh bùng phát, giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đối với các địa phương chưa phát sinh dịch bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo công dân Việt Nam lao động ở Trung Quốc có điều kiện về quê ăn Tết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chuẩn bị khoảng 1.200 chỗ ở cùng lượng nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ công dân cách ly khi về nước. Mỗi ngày 3 lần, các cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai lại tổ chức nấu ăn phục vụ nhân dân đang cách ly tại đơn vị. Với tiêu chuẩn sinh hoạt của mỗi người dân cách ly được đảm bảo với chế độ 80.000 trên một người một ngày với 3 bữa chính. Em thấy là các cán bộ rất quan tâm ạ và rất là chu đáo. Và em ở đây cũng nói chung là ăn uống rất đầy đủ. Tôi thấy Đảng và Nhà nước rất là quan tâm. Rất là quan tâm với chế độ những người đi làm thuê cách ly, về đây cách ly là rất là quan tâm, phục vụ tốt. Dự báo tình hình công dân sẽ tiếp tục về nước nhiều hơn trong những ngày giáp Tết. Cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 254 đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ở lại trực 100% quân số để phục vụ nhân dân. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đón Tết cùng nhân dân. Là chúng tôi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đặc biệt là lực lượng biên phòng đang tuần tra trên biên giới để nắm qua biên phòng, để nắm lực lượng công dân về nước để chúng tôi có cái biện pháp bảo đảm. Thứ hai là chúng tôi xây dựng cái kế hoạch là đảm bảo Tết cho công dân cũng như các lực lượng và tổ chức cách ly theo đúng cái quy định. Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã có những phương án chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đến từng nhà, tuyên truyền vận động cho nhân dân. Đối với các địa phương vùng biên, phối hợp tốt với lực lượng biên phòng để kiểm soát chặt người qua lại, kiên quyết đưa đi cách ly những trường hợp nhập cảnh. Cái việc mà phòng chống dịch Covid dịp Tết này là một việc tối quan trọng. Nếu mà để xảy ra một trường hợp mà lọt vào địa phương mà không đi cách ly được thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn, nó tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội cũng như là cái tình hình trật tự an ninh. Nên là với cái vai trò là lực lượng vũ trang ấy thì chúng tôi đã phối hợp trực chẽ với biên phòng, công an và tham mưu cho ủy ban là cương quyết là phải làm tốt cái việc phòng chống dịch bệnh cái dịp Tết này. Đã chỉ đạo trong nội bộ Bộ Chỉ huy và đặc biệt là Sở Chỉ huy Lâm thời và tại khu vực cách ly tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch mở rộng phương án cách ly để tiếp nhận đầy đủ số công dân chúng ta về nước trong thời gian tới. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ có khoảng hơn 1.200 lao động từ Trung Quốc trở về quê ăn Tết. Chính vì vậy, ngay từ thời điểm này, mọi công tác phục vụ về chỗ ở, hậu cần đã được chuẩn bị hoàn tất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo nhân dân nên về sớm, thực hiện cách ly đủ 14 ngày để về ăn Tết cùng gia đình. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng và diễn biến phức tạp tại Quảng Ninh và Hải Dương, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 200 người trở về từ Hải Dương và Quảng Ninh. Các trường hợp này đã được yêu cầu khai báo y tế và tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và cách ly tập trung. Tỉnh chỉ đạo siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh về địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tạm dừng vận chuyển hành khách từ Quảng Ninh, Hải Dương về Tuyên Quang và theo chiều ngược lại từ ngày 29 tháng 1 năm 2021 đến khi có thông báo tiếp theo. Khôi phục các chốt kiểm soát COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh,
tạm dừng việc cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến địa bàn tỉnh làm việc cho đến khi có thông báo mới. Để chủ động phòng chống mức độ lây lan của dịch bệnh COVID-19, những ngày qua công tác truy vết, kiểm soát xuất nhập cảnh qua các khu vực, cửa ngõ, đặc biệt là phát hiện và khoanh vùng các ca nhiễm mới đang được tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm ngặt. Nhiều điểm nóng đã được khoanh vùng và giãn cách theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính COVID-19 mới tại khu vực phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo khẩn cấp việc thực hiện phong tỏa tại tổ dân phố 44 và toàn bộ khu vực chợ Cao Thắng. Công tác phun khử khuẩn các vị trí phát hiện ca nhiễm được thực hiện ngay trong tối cùng ngày. Sau khi mà chúng tôi đã nhận thông tin là ban quản lý chợ với cùng kết hợp với Ủy ban Nhân dân phường theo chỉ đạo của đồng chí Đảng ủy Ủy ban phường, tất cả anh em là toàn thể vào cuộc luôn. Chúng tôi thứ nhất là phát tờ rơi phong tỏa toàn bộ chợ và đề nghị các hộ kiểm tra, những hộ là tiếp xúc gần chúng tôi đưa đi kiểm tra sức khỏe hết lên trạm y tế. Mấy hai là phát những người xa, chúng tôi cũng cho là phát tờ rơi, và hiện vừa rồi là ban quản lý cho phun hết dịch khử trùng tiêu độc luôn. Hiện bây giờ từ chiều nay là chúng tôi là cấm toàn bộ chợ luôn. Bên cạnh việc thực hiện cách ly tại một số khu vực, công tác kiểm soát hành khách ra vào thành phố hiện được triển khai một cách rất nghiêm ngặt. Ngay tại các khu vực cửa ngõ thành phố, lực lượng chức năng túc trực 24/24. Người và phương tiện khi đi vào thành phố phải thực hiện nghiêm quy trình khai báo y tế cũng như đo thân nhiệt. Theo ghi nhận từ các lực lượng chức năng tại địa bàn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, người dân cũng đã tự nâng cao ý thức và hợp tác tuyệt đối với các yêu cầu của công tác phòng chống. Lúc nào cũng có cán bộ thường trực phối hợp với các lực lượng là kiểm soát chặt chẽ người dân, người lực lượng công dân ra vào từ cả hai hướng. Đấy thì trong đó là lòng cốt là lực lượng công an. Vâng, thì đã siết chặt công tác kiểm soát, đảm bảo là tất cả mọi 100% các công dân đi qua đây đều được đo thân nhiệt và kê khai đầy đủ thông tin. Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, sự chung tay của người dân địa phương được coi là một yếu tố then chốt tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc phòng chống dịch bệnh tại Quảng Ninh. Với phương châm chống dịch như chống giặc, tỉnh Quảng Ninh cam kết bằng mọi biện pháp sẽ khống chế được sự bùng phát của dịch bệnh trong vòng từ 8 đến 10 ngày tới, đồng thời đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Cục Tin Hàng hóa Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, những ngày vừa qua lượng người cài đặt ứng dụng Bluezone tăng mạnh. Ứng dụng Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE. Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau qua sóng Bluetooth, ghi nhận sự tiếp xúc và lưu giữ trong máy. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích so sánh. Ứng dụng khai báo y tế dành cho người dân trong nước nCoV hiện cũng đã có 7,65 triệu lượt cài đặt. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch Tết Tân Sửu được kỳ vọng sẽ mở hàng thắng lợi cho du lịch nội địa trong năm 2021. Thế nhưng diễn biến bất ngờ của dịch COVID-19 ở thời điểm gần Tết này khiến các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục lao đao khi buộc phải hủy bỏ, tạm dừng hàng loạt tour Tết đến các vùng có dịch. Trong đó có những điểm du lịch trọng điểm ở phía Bắc. Các tour du lịch phía Bắc trong dịp Tết Nguyên đán được nhiều người ưa chuộng bởi không khí mùa xuân, cảnh vật hữu tình, nhiều lễ hội. Trong đó Quảng Ninh là điểm thu hút khách bậc nhất với Hạ Long, Yên Tử và Vân Đồn. Dịch COVID-19 tái bùng phát, trong đó Quảng Ninh và Hải Dương là hai ổ dịch lớn nhất đã lập tức tác động tới tâm lý khách hàng. Cái tình hình dịch bệnh như vậy thì từ đây đến Tết thì nó cũng chưa có ổn định, cho nên em cũng không muốn đi đâu nữa. Mình hủy chuyến đi đó thì người ta sẽ bảo lưu tiền lại cho mình đến năm sau, hoặc là khi nào có đợt thì mình đi tiếp. Theo thống kê, tour đi Quảng Ninh chiếm trung bình 20-30% lượng khách của các doanh nghiệp lữ hành trong dịp Tết Nguyên đán. Diễn biến mới của dịch khiến các tour đi Quảng Ninh và nhiều địa phương ở phía Bắc có dịch đã phải hủy bỏ hoặc tạm dừng. Dù ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các công ty lữ hành, song đây cũng là kịch bản được các doanh nghiệp lên kế hoạch dự phòng.
chuẩn bị một số dịch vụ ở một những cái địa điểm đến mà không có bị ảnh hưởng, ví dụ như khu vực miền Trung hay là ở Phú Quốc, để tăng thêm cái số lượng dịch vụ để mà sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nếu như khách hàng có cái sự chuyển hướng. Dịch COVID-19 tái bùng phát trước thềm năm mới sẽ tác động lớn tới ngành du lịch vốn đang đặt kỳ vọng vào chương trình kích cầu du lịch Tết. Thế nhưng với tiêu chí là an toàn là trên hết, các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động ứng phó với nhiều kịch bản tour tuyến dự phòng để vừa tránh thiệt hại cho doanh nghiệp, vừa sẵn sàng phục vụ nhu cầu du lịch Tết của người dân. Nhằm tạo điều kiện cho nông dân vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, năm vừa qua huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư trên 900 triệu đồng mua giống cây trồng, phân bón sản xuất. Nguồn kinh phí này được nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp trên diện tích 118 ha, trong đó 63 ha trồng sầu riêng, 10 ha bơ và trên 45 ha thực hiện tái canh, chuyển đổi giống cà phê. Theo đó, mức hỗ trợ 10 triệu đồng một ha sầu riêng và 5 triệu đồng một ha cà phê và bơ. Phần lớn người dân được thụ hưởng chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, các xã vùng sâu vùng khó khăn như Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Lâm, Lộc Tân, Lộc Nam. Ngành nông nghiệp Bảo Lâm còn tổ chức kiểm tra hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân cùng các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và xây dựng những mô hình điểm hiệu quả kinh tế cao giúp nông dân trong vùng học hỏi nhân rộng. Việc đầu tư hỗ trợ kịp thời nhằm giúp nông dân vùng dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển sản xuất vươn lên trong cuộc sống. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, thị trường hàng hóa phục vụ Tết bắt đầu nhộn nhịp, nhu cầu mua sắm tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng làm ăn phi pháp, trà trộn hàng hóa vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ vào thị trường, đặc biệt là hàng hóa thực phẩm bẩn, mất an toàn vệ sinh. Năm 2020, các lực lượng chức năng, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã tiến hành thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm 138 cơ sở liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 160 triệu đồng, buộc tiêu hủy gần 4.000 kg sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các lỗi vi phạm chủ yếu sản xuất thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận, cơ sở đủ điều kiện, không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo quy định. Sử dụng dụng cụ chứa đồ đựng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm để tự công bố sản phẩm không đủ chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, sử dụng kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng. Để ổn định thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Tân Sửu 2021, lực lượng quản lý thị trường hiện đang tăng cường kiểm soát, kiểm tra các hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, đồng thời tuyên truyền các hộ sản xuất kinh doanh ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Đội an ninh công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La phối hợp với công an phường Tô Hiệu và công an phường Trường Sinh vừa xử lý hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook về tình hình dịch COVID-19. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lỗi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật. Theo nghị định của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Xử phạt hành chính mỗi trường hợp trên bị phạt 7,5 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng. Theo thông tin từ Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 12 năm 2020 đã có tổng cộng gần 17.300 thuê bao phát tán của gọi rác bị ngăn chặn, xử lý. Trong đó, Viettel đã ngăn chặn thành công hơn 78.004 thuê bao phát tán của gọi rác, VNPT là hơn 7.300 thuê bao và Mobifone là hơn 1.100 thuê bao. Như vậy, trong 6 tháng cuối năm 2020, các nhà mạng đã ngăn chặn được tổng cộng gần 90.000 thuê bao phát tán của gọi rác. Đây là những con số thống kê tích cực cho thấy sự cố gắng nỗ lực của cơ quan quản lý và cả các nhà mạng trong việc xử lý tình trạng rác viễn thông. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.